Chào các bạn, hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau giải bài tập số 30, sách giáo khoa trang 76. Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh hai vế. Đấy, vậy thì phương pháp làm là chúng ta sẽ đi tính các phép tính ở đây, rồi so sánh các cái kết quả mà chúng ta vừa tính được với vế còn lại, được chưa ạ? Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi vào ý A, lấy giải chi tiết cho ý A này. Là 176. Cô xin lỗi, 1763 cộng với âm 2. Như cô vừa nói ở trên thì bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện tính kết quả của vế bên tay trái chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ lấy kết quả đó so sánh với vế bên phải, đúng không ạ? Rồi, vế bên trái là phép tính cộng hai số nguyên khác dấu. Thì các bạn có thể nhớ lại cho cô quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu ngay ở phía trên. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng, lấy số lớn trừ số nhỏ, rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Thế vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc này để đi tìm tổng của hai số nguyên ở đây. Vậy cô sẽ thực hiện ra nhé việc tìm giá trị tuyệt đối của hai số này. Giá trị tuyệt đối của 1763 sẽ bằng 1763. Giá trị tuyệt đối của âm 2 thì bằng số đối của nó, nghĩa là bằng 2. Từ đây chúng ta sẽ đi tìm hiệu. Hiệu thì các bạn lấy số lớn trừ số bé, nghĩa là lấy 1763 trừ đi 2 này. Rồi đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Thì trong hai số này, các bạn thấy số ở trên có giá trị tuyệt đối lớn hơn, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ lấy dấu của số ở trên. Số ở trên đang là một số nguyên dương, nghĩa là nó mang dấu cộng. Vậy các bạn sẽ đặt dấu cộng trước kết quả ở đây. Đấy, nhưng mà vì là dấu cộng nên các bạn có thể bỏ qua cái việc đặt dấu cộng ở đây cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, từ đây thì các bạn sẽ được kết quả là bằng 1761, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ lấy kết quả mà chúng ta vừa tính được để so sánh với cái vế còn lại. Thì vế còn lại là bằng 1763, đúng không ạ? Thì các bạn thấy ngay là 1761 sẽ nhỏ hơn so với 1763. Đấy, từ đây thì chúng ta kết luận được là vế bên trái sẽ nhỏ hơn vế bên phải, đúng chưa? Suy ra này, 1763 cộng âm 2 sẽ nhỏ hơn 1763. Ý B, cách làm không có gì thay đổi. Chúng ta cũng sẽ đi thực hiện tính vế bên trái là âm 105 cộng với 5. Đây là phép cộng hai số nguyên khác dấu, thì quy tắc cộng chúng ta vẫn áp dụng như vừa rồi là đi tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối. Thì giá trị tuyệt đối của âm 105 là bằng 105, đúng chưa? Giá trị tuyệt đối của 5 thì bằng 5. Vậy chúng ta lấy số lớn trừ số bé, nghĩa là lấy 105 trừ 5 này. Rồi đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Thì trong hai số này có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Vậy chúng ta sẽ lấy dấu của số này. Số này đang là một số nguyên âm, nghĩa là đang mang dấu trừ. Vậy các bạn sẽ đặt dấu trừ trước kết quả mà chúng ta vừa tìm được. Vậy cô sẽ đặt dấu trừ ở đây. Cuối cùng thì phép tính của chúng ta được kết quả là 105 trừ 5 là bằng 100 này. Có dấu trừ đằng trước, vậy là bằng âm 100. Và các bạn sẽ dùng kết quả này so sánh về vế bên phải, là so sánh với âm 105. Thì âm 100 rõ ràng là lớn hơn âm 105, đúng không ạ? Từ đây thì các bạn có kết quả là vế trái là âm 105 cộng 5 sẽ lớn hơn âm 105. Ý C, chúng ta cũng sẽ đi tính vế bên trái là âm 29 cộng âm 11, đúng không ạ? Đây là phép cộng hai số nguyên âm, đúng không? Muốn cộng hai số nguyên âm, chúng ta nhớ lại cho cô quy tắc, đó là cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả, đúng không ạ? Vậy âm 29 thì có giá trị tuyệt đối là bằng 29 này. Âm 11 thì có giá trị tuyệt đối là bằng 11. Chúng ta sẽ cộng hai giá trị tuyệt đối này lại, nghĩa là cộng 29 cộng với 11. Rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Này, vậy cô đặt dấu trừ trước kết quả. 29 cộng 11 thì bằng
40 đúng không ạ? Có dấu trừ đằng trước phải bằng âm 40. Chúng ta so sánh với âm 29 thì rõ ràng là âm 40 nhỏ hơn âm 29. Kết luận vế trái là 29 cộng âm 11 sẽ phải nhỏ hơn âm 29 chưa ạ? Rồi, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 30 rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.